Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Giữa trưa nắng có bạn nào nóng không thì mời các bạn cùng mình lội nước chơi nha. Với lại có bạn nào đam mê cá bóng dừa thì theo chân mình lên đường thăm lộp. Hồi nãy lúc nước mới lớn mình có đi đặt chục cái lộp bạn ơi. Nay đánh chiếm lên khu khu bờ lá tuốt ở trên luôn á. Nãy lội lên chảnh đặt xong luôn rồi. Nãy giờ cũng tiếng mấy rồi, giờ đi thăm nha. Bữa hổm đặt khúc dưới đây trúng quá, bữa đó nghe trời mưa, bữa nay thì không có mưa, nãy ui ui cũng ngon quá mà không mưa, nắng tét đầu luôn. Khu trình đó phải thời là cá bóng là, ê con cò kìa, cá bóng là dữ luôn á. Lúc này nằm trong nhà nắng nóng ghê luôn, đổ mồ hôi đùm đợp luôn á. Bữa nào mưa thì mưa dữ lắm, còn nắng thì nắng cũng dữ luôn nữa. Năm nay ông trời cái gì cũng dữ chứ. Giác này loại gạch là đúng bài luôn, lúc đầu luôn. Chục cái lợp này kiếm bậy nó ký cái bóng bự chụp bá lửa cài khô muối sả chiên làm món gì cũng ngon. Thị trường cái đầu tiên kìa. Chỗ đóng này nhất cách ha. Đó. Hello lộp. Có con rắn nào tới số luôn. Nước mát đã. Bóp đít cái cây. Rồi, hơi bị nhiều luôn á. Thì cũng im lắm nha. Có lý. Ủa, được. Cá lúc này cũng bự không à. Ngon ha, có hai cái lòng tông nữa. Một cái vô hai con, chục cái vô ba lòng tông chứ, bốn lòng tông luôn. Chục cái vô ba bốn chục con lòng tông là dư chưa chảo vô khô rồi đó. Lòng tông không là đủ sống rồi đó. Được, cái nhiêu là ổn rồi. Để nó đi hồi về lấy. Giác này tới tiết 1 mét này. Trời này xuống nước là không muốn lên luôn á. Mát dữ lắm, mát luôn. Ừ, nó đã. Siêu mát luôn. Có bạn nào cảm nhận được cái sự mát chưa? Cái này là phải thời là Rô. Khui. Cái này chuyến nào thăm cũng nhiều chứ. Cái ngày sau nè. Rồi lôi ra nước trong kìa. Rồi thấy nó lội trong không? Kìa. Đó. Cũng không nhiều lắm bạn ơi. Được rồi chứ không nhiều lắm. Cả cái mới rồi vậy. Ủa. Cá bên này không thấy bự không ta? Không bằng bữa hổm mà. Như là bữa hổm nhờ trời mưa hay sao á. Cái cũng ổn, được. Lội luôn, khỏi lên bờ. Lội cho nó mát. Này cũng tiếp tục đặt loại cua nha bạn. Cua không còn. Cua không bỏ tủ lạnh. Cái này nhiều à. Rồi cái này dữ lắm, nhiều à. Nghe nó đâm tực trong á. Một lớp luôn kìa. Quá đã. Ủa. Nhiều hơn hai cái vừa rồi. Cái lập mà vô cần nhiều thôi, khỏi cần nhiều. Là chục cái này kiếm 1 ký lô được đó, hơn 1 ký. Cái này hơn 100 gram luôn á, bự luôn à. Mấy con bự mà nhảy mà cảm giác là nặng nó lợp luôn á. Quá im. Rồi, đó đi. Quá mát luôn.
Ghê hồn luôn. Con nào con nấy bự chà bá luôn á. 1, 2, 4 con, 4 con siêu to khổng lồ. Quá đã cái lập luôn rồi nha nè. Đang xì chóng mà. 4 con bành kỳ luôn. Nè, hết biết chưa? Cái này là nhiều nhất nãy giờ luôn mà nặng nhất nãy giờ luôn á. Cái này hình như đâu 4 con bự với lại đâu 4 con vừa vừa, không có cá bóng nhỏ luôn á. Cá bóng mà nằm trình định cục coi nè. Hết biết rồi, nhảy đuổi 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 luôn á. Quá đã. Này trúng cá bóng nữa rồi. Đặt cá bóng mà dở lên. Gồ 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 gì không mê sao được. Ghiền lắm, đặt cá bóng này ghiền lắm. Nhớ thời xưa mà đặt cá bóng này là dư tiền đi chơi game luôn á. Thờ tử thơ huyền thoại luôn. Đó mà nghỉ hè là đúng mấy tháng này luôn nè. Là tối ngày ngoài vườn luôn à. Đi bắt còng, bắt còng xong cái đặt lợp. Đặt lợp xong lại quay cái bắt còng, cái đặt lợp. Quá rồi. Một lốp luôn bạn ơi, đen xì giống luôn kìa. Ôi ôi, nó đã. Con nào con này nái 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 không. Bạn thấy chỗ mình, khu vực mình đây cá bóng khủng khiếp chưa. Đó. Nhiều chỗ anh em thì cá lóc nè, rắn nè. Mấy cái đó nó còn nhiều thiệt. Nhưng mà cá bóng này chưa chắc còn nha. Nhưng mà chỗ mình cá bóng này là có quanh năm luôn. Đã chưa. Con nào nó nái nái cành cành không. Mê thiệt. Cái mới rồi trúng rồi, cái này phải trúng nữa thôi. Đừng nước quá đã. Bất kích cái cây. Rồi rồi rồi, tới anh chị nữa rồi. Gù gù nữa rồi. Cái này nhiều hơn cái mới rồi luôn, không chừng nữa. Mấy cá bự nhảy hùm 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 đã không. Hết biết đã rồi chưa. Con nào nó cành cành không. Bự nè. Đã thiệt. Này phải nói là sao ta, sao mới đúng bài. Nó là sướng sướng sướng. Cái nào cái nấy cá hay mê. Đây cái nữa. Cái này phải thời bể lọt luôn. Một lốp ở trong nữa rồi. Quá đã. Nhưng mà cái này không bằng mấy cái rồi nha. Cũng được con bự nè. Nhưng mà cái này không bằng. Cá cũng nhiều nhưng mà không có chà bá. Siêu to khổng lồ. Cái trong đây là hy vọng nhất. Trong vàng lọc 10 cái là cái này là mình tin tưởng nhất luôn á. Cái này mà không trúng nữa là thôi luôn đó, thất bại tràn trề luôn. Ngay cái gã ba mà ngay chỗ bập dừa thúi kìa. Nước chảy băng băng nữa. Có nhiều cái bóng là hút vô hết. Nhóm nhóm cái đất thử coi ngon không. Rồi. Ê, quá đã luôn, gồ gồ luôn kìa. Nhưng mà không bằng mấy cái ngoài kia nha. Cá không bự. Một bầy luôn mà cá tơ tơ mà không có cá bự siêu to. Có lòng tông nữa. Im. Được. Còn hai cái nữa. Nãy giờ như 28 cái phải không ta. Còn hai cái nữa. Cái gồ cái cây. Rồ cái cây. Cái sổn cái cây. Rồi rồi rồi. Đen xì luôn rồi kìa. Rồi rồi, cái này kỷ lục rồi. Wow, khổng lồ. Cá bóng bự nè.
Trời ơi, cái này bạn ơi, cái này. Quá thế rồi. Thôi 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 thôi. Nó bự mà nó nhiều. Nhảy hết nổi rồi. Cầm cái lọc lên mà cảm giác nó nặng luôn á. Quá trời đã rồi. Vô rồi, vô rồi. Trứng bánh cá bóng nữa rồi. Ghê hồn thiệt chứ. Nè. Con nào nó cành cành không kìa. Mê thiệt ha. Bạn nào đam mê cá bóng mà gặp mấy cảnh này thì thôi, thứ nào chịu nổi luôn. Sướng lắm, sướng lắm. Ủa, à, hình như còn đằng kia một cái nè. Còn một cái nữa. Tới luôn bác Tài. Gồ gồ cái cuối cùng cái. Quá. Chuyến này mua cua lời vậy. Đó, lợp đó. Nước trong queo luôn nè. Cái này chắc ít. Ê, không ít đâu nghe. Con nào nấy cái đầu thời lượng kìa. Wow. Con cá nó bự kìa. Đã thiệt. Sướng. Rồi, về khui thành quả bạn ơi. Nay trúng bánh cá bóng nữa rồi. Còn cá bóng cụ không à. Phê thiệt chứ. Đúng là con đường nước quyền thổi đi chứ. Đặt lợp từ xưa tới giờ mấy chục năm rồi. Cá vẫn còn. Bữa nay là trúng đều luôn á. Đặt 10 cái mà cái nào cũng cũng trúng hết trơn, không có cái nào thất trơn á. Chuyến gọi trúng nhiều nhưng mà có hai cái thất. Còn chuyến này là trúng đều luôn. Cái nào cũng có bóng hết, cũng nhiều chứ. Mà có mấy cái khủng thiệt. Có cái này là cái mà mình lội qua là nhiều nhất. Cái mà mình lội qua mình để cái máy lên đây á. Cái đó dở lên cái hì luôn. Con nào nó nái không. Như cái này hay gì nè. Không phải. Cái này kìa. Cũng bự rồi. À, để khui ra hết biết liền gì. Như cái này hay gì nè. Nái không à. Đã thiệt. Cái bóng còn nặng đây. Như cái lóc à. Nhà mình bây giờ là tiêu chí là cá quanh năm. Mè dinh, cá bóng, cá dồ, dồ đém. Còn cái gì nữa ta? Cá lóc, cá chê, lươn. Bữa có bạn nào bình luận nói có mắc cười. Nó gặp mà như mình không là mấy bà bán thịt ế chắc luôn, ế thiệt. Hầu như năm là không ăn như thịt chân toàn là ăn cá luôn. Gặp mà ai cũng như mình không là rồi xong. Nguyên sớm như mình là rồi. Mấy bà bán thịt chỉ có đổi nghề thôi. Cá quanh năm khổ mua thịt. Nhưng mà nói chứ mình ăn cá tốt bạn ơi. Vừa an toàn mà vừa tốt cho sức khỏe nữa. Có nhiều đạm bổ sung canxi. Bữa nay có mấy cá bóng gồi gồi dừa nhiều. Không bằng cái chuyến đợt rồi. Chuyến rồi mà bữa ngay trời mưa á. Bữa đó cá bóng đúng bự luôn. Là trúng dữ luôn. Bữa nay không có mưa cá làm như nó là mưa nhưng trời mưa cái mát nước nó đi á. Mà thấy vậy chân chục này cứ kiếm được ký mấy à. Nè. Nè, đã chưa? Nè. Bắt biết chưa nè. Khủng khủng không. Vô là nút mấy cái mua bóng lưỡng nha. Cho anh ký được. Ừ, ký phải gu. Nhiều đây ăn vi vu luôn. Hôm ngày nó nói mua thêm chục cái nữa mà không có đi chợ mua luôn á. Mấy lần đi chợ đồ cồng kềnh không mua được. 20 cái thăm lần là đã luôn á. Gấp đôi. Rồi xong rồi đó, hết rồi đó. Đã không? Mấy con bự rồi nè. Nhưng mà không có cặp cá bóng bự khổng lồ như chuyến rồi. Có cặp cá bóng mà cái con rắn nó vô á. Nhưng mà cá bóng cỡ này là hàng quýp rồi đó. Khủng rồi đó. Nói vậy tỷ lệ cá bóng bự cũng nhiều hơn cá bóng nhỏ á. Bự nhiều lắm. Nái không.
cái này câu táp bóc 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 luôn á. Rồi để mình lựa mồi rồi giờ vô nhà cân thử được nhiêu các bạn. Nhiều đây chắc cũng ký ngoài, chừng này tầm chắc cỡ ký mốt, ký mốt ký hai gì được à, thấy cũng nhiều quá. 300 gram, cái xô là 300 gram các bạn. Giờ mình cho cá bóng vô. Rồi đúng bon luôn nè. Ký đầu tư là coi như còn ký mốt cá bóng đón ngay chốc luôn ha. Gờ 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 cái biết cá bóng được nhiêu ký luôn á. Này thấy vậy chứ mình làm cái mình quen rồi, mình nhìn cái số lượng con của mình biết đón phỏng phỏng mà chính xác. Này ký tư nè, ký tư chế để trong xô nhìn thấy nhiều ha, chứ đổ qua cái thau nhìn thương 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 thương. Ờ, đã chưa, đây cái xô 300 gram là ký mốt cá bóng đúng bon luôn. Ký mốt chiên gọi như ký tư không ta, chiên này ký mốt này, chiên này cá nó không không có chọi bự bằng chiên gọi. Chiên gọi có mấy cái khủng quá khủng. Ơi rồi tính ra chiên gọi là cái ký gử, ký tư ký gử chứ con rắn không cân nữa. Bóng ú ú không à, nhìn mấy cá bóng thèm chưa, chảy nước miếng luôn á. Làm gì ngon chứ, khô khô qua xả chiên hay là nướng 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 lèo quá, hay là lá cáp hay là nấu ngót gì đó, mỗi người mỗi sở thích. Nhưng mà thịt cá bóng này ngon, ngon cá lóc luôn á. Rồi im ăn ơi, quá đã, sướng 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 sướng. Có mấy cái bóng nhỏ nhỏ nè, để coi chiều nay có nước con mình này cắm câu coi, phục thù coi chi chặn câu chiến gọi coi. Chiến gọi cắm cái gô non chất quớt. Đây, cá này cắm câu ngon nè, bữa nay có cá cắm câu nè, chiều nay coi lụm luôn. Giờ gọng nó đi bạn ơi, thì tính sao nghe.